Trong các chuyến thám hiểm ra ngoài vũ trụ của chúng ta, mỗi cuộc phiêu lưu đều bắt đầu với một con mắt. Chỉ có điều, con mắt này có thể chu du tới các vì sao và xa hơn nữa, xa tới những nơi mà không một phi hành gia nào có thể đặt chân tới. Săn đuổi những ánh sáng cổ xưa của các thiên hà xa xôi, từ thời bình minh của lịch sử vũ trụ. Trong chuyến thám hiểm lịch sử này, không có con mắt nào sáng hơn và mang lại nhiều cảm hứng hơn kính viễn vọng không gian Hubble. Hubble không phải là kính viễn vọng lớn nhất từng được con người tạo ra từ trước đến nay, nhưng cho đến nay, đó là chiếc kính viễn vọng lớn nhất từng bay vào vũ trụ. Đây là điểm lợi thế độc đáo, vì ở tít trên cao tránh được hiệu ứng làm mờ của bầu khí quyển trái đất, nên đó là điểm hoàn hảo để khám phá mọi thứ, từ các hành tinh lân cận cho tới các thiên hà xa xôi. Không giống như các kính viễn vọng trên trái đất, Hubble không thể được bảo dưỡng hoặc cải thiện theo định kỳ. Các phi hành gia không thể ngay lập tức phi lên vũ trụ để điều chỉnh chiếc kính viễn vọng này mỗi khi cần. Thay vì đó, chiếc kính viễn vọng không gian phải phụ thuộc vào các chuyến viếng thăm từ các tàu vũ trụ con thoi và phi hành đoàn để sửa chữa hoặc cài đặt các ống kính mới. Đây là một nhiệm vụ không dễ dàng gì. Và bỗng nhiên, ngày 1 tháng 2 năm 2003, một thảm họa đã xảy ra. Tàu vũ trụ con thoi Columbia bị tai nạn, cướp đi mạng sống của 7 phi hành gia. Sứ mệnh của tàu con thoi Columbia không liên quan tới Hubble, nhưng mất mát của nó đã kéo theo nhiều hệ lụy sâu sắc đối với chiếc kính viễn vọng không gian này. Sau tai nạn thảm khốc, thì các tàu con thoi còn lại đã bị giữ lại căn cứ, khiến cho sứ mệnh thứ 5 cũng là sứ mệnh cuối cùng nhằm mang các ống kính mới và các phần thay thế lên cho Hubble bị hoãn lại. Hai năm sau đó, ngay cả khi các biện pháp an toàn mới đã được triển khai và tàu con thoi đã quay trở lại quỹ đạo, sứ mệnh sửa chữa kính viễn vọng Hubble vẫn chính thức chưa được đưa vào kế hoạch. Lý do là sự an toàn cho con người. Thảm họa tàu Columbia đã cho thấy các sứ mệnh của tàu con thoi có thể nguy hiểm đến mức nào. Những người yêu thích kính viễn vọng không gian Hubble đã bị một phen thất vọng sâu sắc. Không có sự hỗ trợ của con người thì dường như con mắt vĩ đại của Hubble trên vũ trụ cũng sẽ phải nhắm lại vĩnh viễn. Chiếc kính viễn vọng sẽ phải đóng cửa dần dần và cuối cùng đến một lúc nào đó thì rơi trở lại trái đất. Nhưng các nhà khoa học đã xin NASA xem xét lại quyết định này. Các kỹ sư hàng không vũ trụ bắt đầu nghiên cứu các kịch bản cho một chiếc tàu con thoi đi lên chỗ chiếc kính viễn vọng không gian này, trong khi một chiếc tàu con thoi khác sẵn sàng trên mặt đất để ứng cứu ngay khi chẳng may xảy ra sự cố. Và đến cuối năm 2006, với tin tưởng dành cho chương trình tàu con thoi mới được phục hồi, NASA đã sẵn sàng giải cứu Hubble. Công việc này không dễ dàng một chút nào. Trong suốt các năm tháng tàu con thoi bị giữ lại mặt đất, chiếc Hubble đã cho thấy các dấu hiệu của tuổi già. Những chiếc camera của nó đã bắt đầu hoạt động kém đi. Pin và các con quay hồi chuyển cũng bắt đầu có vấn đề. Khi các kỹ sư bắt đầu vạch ra lộ trình sửa chữa cần thiết để khôi phục lại cho chiếc kính viễn vọng hoạt động 100% như trước, thì mới thấy được rằng đó rõ ràng là một sứ mệnh đầy tham vọng mà con người từng có ý định tiến hành với Hubble. Một bể bơi khổng lồ với mô hình to bằng kích thước thật của kính viễn vọng Hubble đã được sử dụng để mô phỏng trạng thái không trọng lượng trong không gian.
Đồng thời, các bộ phận mới của Hubble cũng được đưa ra khỏi kho để chuẩn bị lên đường. Chúng bao gồm một cặp ống kính mới được thiết kế để biến đổi chiếc kính viễn vọng không gian và hình ảnh của vũ trụ một cách hoàn toàn khác so với trước đây. Ống kính trường rộng 3 là một bộ cảm ứng đa năng có thể bắt được nhiều bước sóng khác nhau, có khả năng chụp hình của các vật thể ở xa, ở khắp các dải trong phổ màu. Ngoài ra, trên boong còn có máy quang phổ nguồn gốc vũ trụ được thiết kế để sử dụng ánh sáng phát ra từ các nguồn xa xôi để thăm dò sự phân bổ của vật chất trong vũ trụ. Cuối cùng, ngày 11 tháng 5 năm 2009, sứ mệnh giải cứu đã được triển khai. Scooter, go ahead for Star Tracker. We see that star approaching from the east. Hey, that's terrific news. I guess the last time we've seen Hubble up close was March of 02. From east Atlantis, 200 feet. Chưa có sứ mệnh bảo dưỡng nào trước đó lại cần tới nhiều phi hành gia trong một thời gian ngắn như vậy. In such a short time. Houston Atlantis. Hubble has arrived on board Atlantis with the arm. Cho đến thời điểm này thì đã hơn 7 năm kể từ khi có ai đó lên trỗi chiếc kính viễn vọng và Hubble rất cần được quan tâm. Việc cài đặt camera trường rộng là một nhiệm vụ đầy thách thức nhưng không phức tạp. Chiếc camera mới được thiết kế để vừa khít với khoảng trống do vị tiền nhiệm để lại. Chiếc máy quang phổ nguồn gốc vũ trụ cũng vừa khít với khoảng trống còn lại trước đây thuộc một thiết bị khác được sử dụng để điều chỉnh khe trên ống kính của Hubble. Tất cả các thiết bị mới của Hubble đều có khả năng điều chỉnh ống kính một cách tự động. Nhiệm vụ sửa chữa thách thức cao nhất chính là chiếc camera khảo sát tứ tân, hay còn gọi là ACS. Do nó mới được cài đặt năm 2002, chiếc ACS đã tạo ra được những hình ảnh tuyệt vời nhất của Hubble. Nhưng một vụ chập mạch điện đã hạ gục chiếc camera này sau 5 năm hoạt động hiệu quả. Giờ đây các phi hành gia sẽ thử giúp nó hồi phục như trước. Thật may mắn là công việc sửa chữa đã không gặp phải vướng mắc gì. Chiếc camera ACS đã hoạt động trở lại, với pin cùng với chiếc con quay hồi chuyển mới được thay thế, cũng như các sửa chữa khác đã được hoàn tất. Chiếc kính viễn vọng không gian đã sẵn sàng hoạt động trở lại. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với Hubble. It's about humanity's quest for knowledge. As F.C. Clarke says, the only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible. Sẽ không còn ai được nhìn ngắm Hubble gần như thế này nữa. Và chúng ta vẫn đang chờ xem những gì mà các nhà thiên văn thấy được qua những chiếc camera mới và tân tiến hơn của Hubble. Was yet to come. Cũng giống như một hạt bổ công anh trôi dạt trong cánh đồng sao, một chòm sáng nhỏ,
nhiều mây ở phía chòm sao phía nam bán nhân mã thu hút sự chú ý của chúng ta. Đó là sao Omega Centauri, nằm cách trái đất khoảng 16.000 năm ánh sáng. Nó là một cụm sao rộng lớn được biết đến như một chùm hình cầu. Nó hình thành cách đây hơn 10 tỷ năm và giờ đây đang di chuyển xuyên không gian như một đám đom đóm do nó xoay quanh tâm của dải ngân hà của chúng ta. Với các nhà thiên văn thì cụm sao cầu giống như các phòng thí nghiệm được thiết kế riêng cho việc nghiên cứu sự tiến hóa và sự chuyển động của các vì sao. Điều đó khiến cho Omega Centauri trở thành một mục tiêu lý tưởng để thử nghiệm sức mạnh mới của chất kính viễn vọng không gian Hubble mới được khôi phục. Trong bức hình này, mới được chụp ngay sau khi chiếc Hubble được sửa chữa vào hồi tháng 5 năm 2009, chiếc camera trường rộng của Hubble đã xuyên thấu hàng triệu vì sao để soi trái tim lấp lánh của chòm sao này. Màu sắc chói lòa của các vì sao cho ta một gợi ý về lịch sử của chúng. Thông thường thì đa số sao màu vàng hoặc đỏ cho thấy những vì sao đó đang bước vào giai đoạn tuổi già sau hàng triệu năm tỏa sáng. Nhưng những vì sao màu xanh lam vốn nóng hơn rất nhiều thì lại là một bí ẩn, vì thường những vì sao màu lam thường rất trẻ. Các nhà thiên văn học giờ đây đang nghi ngờ rằng một số trong đám sao xanh đó là kết quả của sự va chạm và sát nhập của các vì sao. Độ rõ nét kỳ diệu mà kính viễn vọng Hubble mang lại cho chúng ta khi soi các vì sao này cũng biến thành một ô cửa sổ nhìn vào tương lai của các nhà thiên văn. Bằng cách so sánh hình ảnh này với các hình ảnh trước đây của Omega Centauri, Hubble có thể thấy rằng các vì sao đã di chuyển. Và bằng cách ngoại suy những chuyển động này, các nhà thiên văn có thể mô phỏng ra một đường 10.000 năm cho thấy mỗi vì sao di chuyển như thế nào trong quãng thời gian đó. Kể từ khi Hubble mới được phóng lên không gian lần đầu tiên, thì một trong các thành tựu vĩ đại của nó là phát hiện ra chu kỳ phức tạp của vòng đời và cái chết giữa các vì sao với các chi tiết đáng kinh ngạc và đầy màu sắc. Giờ đây với chiếc camera trường rộng mới vừa được lắp đặt, thì Hubble đang cho chúng ta thấy quá trình này một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Ở đây, chúng ta có thể hiểu rõ được cái chết của một vì sao đơn lẻ, sự biến hóa trên bầu trời. Khi năng lượng đã được tiêu hao hết, thì vì sao sẽ thổi bay hết lớp vỏ bên ngoài và hình thành một cái trông giống như một con bươm bướm vũ trụ. Các chi tiết trên hình hé lộ bí mật rằng cái chết của sao là một quá trình nhiều bước, với khí thoát ra vào các thời điểm khác nhau và với tốc độ khác nhau hình thành một hình dáng phức tạp đáng chú ý. Các chi tiết rất quan trọng, bởi vì vật chất thoát ra từ các vì sao đang hấp hối chính là nguyên liệu sẽ được dùng để tái chế thành các vì sao mới và các hệ thái dương mới, bao gồm cả các hành tinh có khả năng phát triển và duy trì sự sống. Ở một nơi khác, tại tinh vân Carina, Hubble đang do thám sự hình thành dữ dội của một mặt trời mới bên trong đám mây khổng lồ hỗn độn gồm toàn khí và bụi giữa các vì sao. Cách trái đất 7.500 năm ánh sáng, đây là một trong những vì sao sáng nhất và ngoạn mục nhất thuộc khu vực đang hình thành ở vùng hẹp thắt cổ chai của dải ngân hà. Khi kính viễn vọng Hubble chiếu lại gần, thì tấm thảm bằng khí rực rỡ ban đầu nhường chỗ cho một cột bụi duy nhất dài 3 năm ánh sáng nằm giữa tinh vân này. Đỉnh của cột bụi nóng rực do bức xạ của các vì sao trẻ nóng ở gần đó. Gió sao rất mạnh đang xói mòn cây cột vốn là cái kén bảo vệ cho các vì sao và hành tinh mới sinh ở bên trong này. Với khả năng hồng ngoại của chiếc camera trường rộng của Hubble thì nó có thể xuyên thẳng vào trong lòng của tinh vân Carina và phát hiện ra các chi tiết ẩn giấu trong đó.
Tại đây, hình ảnh hồng ngoại cho thấy có những tia khí bị ion hóa chuyển động với vận tốc rất nhanh, hướng thẳng vào một ngôi sao mới sinh giữa đám mây. Các tia này là dấu hiệu cho thấy có một vì sao mới sinh và chúng báo hiệu sự ra đời của một hệ mặt trời mới trong vũ trụ. Soi ra ngoài đám mây Magellan lớn, một thiên hà bạn, xoay quanh dải ngân hà, Hubble có thể thấy được toàn bộ hoạt cảnh lịch sử của sự ra đời và chết đi của các vì sao trong cùng một bức hình. Đây là tinh vân Tarantula, một trong những khu vực đang hình thành tích cực nhất trong vũ trụ. Ở đây có một cụm các vì sao siêu khổng lồ màu xanh lam mới hình thành đang dùng năng lượng dữ dội của mình để thắp sáng cho một khu vực rộng lớn mênh mông nguồn khí giữa các vì sao. Rất nhiều trong số các vì sao này đang cháy mạnh đến nỗi một ngày nào đó chúng sẽ biến mất nhanh như khi chúng xuất hiện, nổ tung như những vì sao siêu mới và sáng đến nỗi có thể nhìn thấy được trên trái đất mà không cần đến một chiếc kính viễn vọng. Trong quá trình này, chúng sẽ nấu chín vật chất bên trong lõi của chúng, làm chảy tan cả những nguyên tố nặng nhất trong tự nhiên như là sắt, niken, vàng và bạc, làm giàu thêm cho đám mây Magellan lớn với các loại nguyên tử tương tự mà nếu ở trong thiên hà của chúng ta thì vốn là những nguyên tử cốt yếu cho sự phát triển của nền văn minh. Với độ rõ nét đã được cải thiện rất nhiều, chiếc Hubble lại một lần nữa trở thành con đường tốt nhất cho các nhà thiên văn học để theo dõi sự biến động lên xuống của các nguyên tử trong thiên hà của chúng ta. Nhưng mục tiêu chính mà chiếc kính viễn vọng Hubble được thiết kế một cách lý tưởng để thực hiện chính là nhằm kể cho chúng ta câu chuyện ở quy mô lớn hơn, câu chuyện về sự hình thành của các thiên hà. Đó chính là lý do tại sao khi tầm nhìn của Hubble được khôi phục thì các nhà thiên văn đã rất háo hức được chĩa nó về phía xa xôi nhất của vũ trụ. Chiếc kính viễn vọng Hubble, những ngày đầu non trẻ của vũ trụ vẫn nằm ngoài tầm với của các nhà thiên văn học. Tất nhiên, có thể nhìn ngược thời gian bằng cách soi các khu vực xa xôi trong vũ trụ. Bởi vì ánh sáng từ các thiên hà xa xôi cần có thời gian để đi đến chỗ chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy các vật thể ở đó, nhưng không phải như chúng đang tồn tại thời điểm này, mà là cách đây rất lâu rồi. Vấn đề là ở chỗ, ngay cả khi ngắm các thiên hà cách đây hàng triệu năm ánh sáng, thì cũng vẫn chưa đủ để thấy được vũ trụ thời sơ khai, khi mà các nhà thiên văn học cho rằng đa số các thiên hà mới hình thành trông như thế nào. Để làm được việc này, thì một chiếc kính viễn vọng cần phải nhìn ngược thời gian khoảng 10 tỷ năm ánh sáng, và chiếc Hubble đang làm điều này. Một trong những cảnh tượng rõ nét nhất của thời kỳ khó nắm bắt này đến từ trường siêu sâu của Hubble, một khu vực của vũ trụ vốn rất khó nhìn ngay cả với Hubble. Để có được hình ảnh của trường siêu sâu, thì Hubble đã phải mất nhiều ngày trời để soi vào khoảng không trống rỗng. Ngay khi có một chút ánh sáng yếu ớt từ các thiên hà xa xôi dọi tới máy cảm ứng cực nhạy của Hubble, thì chiếc kính viễn vọng này dần vẽ nên một bức tranh kỳ diệu về những ngày đầu tiên khi mà vũ trụ mới bắt đầu hình thành. Những gì mà tìm thấy được là tại các khoảng cách xa xôi như vậy, thì các thiên hà có xu hướng nhỏ hơn và có hình dáng méo mó hơn. Kết quả hấp dẫn này có nghĩa là Hubble đang bắt đầu thấy được những gì diễn ra vào thời kỳ mà các thiên hà vẫn còn đang hình thành, khi mà chúng vẫn còn là các thanh thiếu niên so với những hệ thống sao khổng lồ mà chúng ta thấy được ngày nay.
từ sau khi được sửa chữa, thì Hubble đã quay trở lại với trường siêu sâu và đã lại lặn ngược xuống cái giếng vũ trụ này, và lần này là dùng khả năng hồng ngoại của camera trường rộng số 3. Các nỗ lực đã mang lại được kết quả, đó là tìm được khu vực xa xôi nhất từ trước đến nay, một đống các thiên hà nhỏ xíu có vẻ như đang ở cách đây 13 tỷ năm ánh sáng. Đây không chỉ là một kỷ lục mới, mà nó còn có ý nghĩa giúp cho các nhà thiên văn học hiểu rằng các thiên hà hình thành sớm nhất có lẽ đã hình thành nhanh, đã tồn tại ngay từ khi vũ trụ mới chỉ bằng 5% độ tuổi hiện nay. Cùng với kỳ công ngoạn mục này, chiếc kính viễn vọng không gian được tái sinh, giờ đây đã đưa chúng ta tới ngưỡng cửa sự ra đời của các thiên hà, một trong những mốc quan trọng nhất của lịch sử vũ trụ. Để thực sự thấy được các thiên hà đang ra đời, các nhà thiên văn học biết rằng họ sẽ phải đi thêm một bước nữa và một chiếc kính viễn vọng khác sẽ đưa họ tới đó. Hiện nay, chiếc kính viễn vọng không gian mang tên James Webb, kẻ kế nhiệm trực tiếp của Hubble, đã được lên kế hoạch phóng lên vũ trụ vào năm 2018. Cho đến thời điểm đó, thì Hubble sẽ phải hoàn thành sứ mệnh dài và thành công ngoạn mục của mình. Hiếm khi có một công cụ nào lại mang lại nhiều thay đổi đến vậy trong hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Cùng với con mắt mới được phục hồi và cải tiến trong vũ trụ, Hubble không chỉ trở thành một huyền thoại của thời đại chúng ta, mà nó còn thiết đặt hướng phát triển cho một kỷ nguyên tiếp theo trong lĩnh vực khám phá vũ trụ. Phi hành gia nào có thể đặt chân tới? Săn đuổi những ánh sáng cổ xưa của các thiên hà xa xôi, từ thời bình minh của lịch sử vũ trụ. Trong chuyến thám hiểm lịch sử này, không có con mắt nào sáng hơn và mang lại nhiều cảm hứng hơn kính viễn vọng không gian Hubble, khí quyển trái đất, nên đó là điểm hoàn hảo để khám phá mọi thứ, từ các hành tinh lân cận cho tới các thiên hà xa xôi. Không giống như các kính viễn vọng trên trái đất, Hubble không thể được bảo dưỡng hoặc cải thiện theo định kỳ. Các phi hành gia không thể ngay lập tức phi lên vũ trụ để điều chỉnh chiếc kính viễn vọng này mỗi khi cần. Thay vì đó, chiếc kính viễn vọng không gian phải phụ thuộc. Trong các chuyến thám hiểm ra ngoài vũ trụ của chúng ta, mỗi cuộc phiêu lưu đều bắt đầu với một con mắt. Chỉ có điều, con mắt này có thể chu du tới các vì sao và xa hơn nữa, xa tới những nơi mà không một. Hubble không phải là kính viễn vọng lớn nhất từng được con người tạo ra từ trước đến nay, nhưng cho đến nay, đó là chiếc kính viễn vọng lớn nhất từng bay vào vũ trụ. Đây là điểm lợi thế độc đáo, vì ở tít trên cao tránh được hiệu ứng làm mờ của bầu.